mời cô Nga ạ. Rồi, cô Nga. Dạ, con mời cô Nga. Cô đây. Cô con biết rồi, là cô cũng rất là yếu, cũng rất là mệt, và coi như là yếu, nhiều khi là đi ra ngoài đường hay là bị xỉu, là phải đi chú Dũng hay dẫn đi, không bao giờ để cô đi một mình. Thì sau khi mà cô trải nghiệm nguồn nước á, thì cô nói là cô khỏe hơn, vậy thì cô có thể cho chia sẻ một chút xíu về cái trải nghiệm về sức khỏe của cô và cái nguồn nước này sau khi cô sử dụng kìa. Cảm ơn cô nha. Rồi, cảm ơn con. Bây giờ cảm ơn con cho cô có dịp để chia sẻ cùng các bạn ha. Là trước khi á cô gặp cái nước này á thì cơ thể của cô rất là yếu. Cô bị nhức đầu á, hai là không thể chữa được. Cô bị loét bù tử rất là nặng, mà nặng đến nỗi là không có coi như là ăn cháo đó, chứ không ăn được cái gì hết. Nếu mà khi mình ăn như vậy á, cơ thể của mình rất là yếu. Tại vì mình không ăn được những cái chất bổ dưỡng vô, chỉ có ăn cháo, ăn đồ nhuyễn thôi. Nếu mà cô ăn một cái gì cứng vô thì bao tử của cô sẽ bị lại. Mà bị lại thì cứ uống thuốc. Thì bác sĩ mới cảnh cáo cô là nếu mà giờ cô cứ uống thuốc như vậy hoài á, bao tử của cô hết thì cũng sẽ đưa qua cái bệnh khác thôi. Rồi cô nhức đầu á, mà cô uống thuốc như vậy á, cô uống thuốc của cô như vậy á, thì bác sĩ nói nếu mà cô tiếp tục cô uống thuốc như vậy nữa thì cô sẽ bị tác dụng phụ của thuốc tây, tác dụng phụ của thuốc đó. Cái thuốc này á, tác dụng phụ của nó là đứt mạch máu não, bị vỡ van tim. Thành ra bác sĩ không cho cô uống thuốc. Nhưng mà không cho uống thuốc thì cô không có thể nào mà sống nổi. Mình nếu mà mình cứ nhức đầu mà cứ chảy nước mắt, rồi cái lại mắc ói, cái buồn nôn, rồi chỉ có nằm ở trong cái bóng tối thôi và ôm đầu thôi. Thành ra bác sĩ không cho mà cô cũng vẫn phải uống. Đó, rồi cô tìm cách, bác sĩ chỉ cho cô uống một tuần có 2 viên thuốc thôi. Nhưng mà bệnh của cô nặng đến nỗi cô phải uống là một tuần lễ cô phải uống 5 viên thuốc như vậy đó, là quá rồi, là cái cơ thể của cô không có chịu được. Thành ra cô nói thôi, thà là chấp nhận uống thuốc, nếu có chết thì chết chứ không có thể nào sống được như vậy. Rồi cô không hiểu, có một lần á, thì cô lại đi xem demo, cô không có tin cái máy này, cô không nghĩ cái máy này không có thể nào mà đem tới, chỉ là nước thôi mà có cái gì đâu. Thì cô cũng nghĩ là nước nước thép của mình ở Melbourne cũng tốt lắm rồi, tại sao phải mua. Cô đi xem nhiều cái demo lắm rồi mà cô không tin cái gì hết. Rồi tới cái lần cuối cùng á, mà cô rất là may mắn cho cô tới cô xem demo là Trang. Trang là leader của cô bây giờ đó, là Trang demo cho cô. Thì cô lại cô ngồi cô hiểu. Tới cái giai đoạn cuối mà lúc mà bóc tách những trái cây ra với lại do gạo, thì cô thấy những cái đó cô thấy cô sợ quá. Cho nó thì ra là hồi cô sợ quá, thành ra cô ăn rau cũng vậy. Cô nói thôi chết rồi, hồi nào giờ cô ăn toàn là cái chất clo vô cơ thể của cô hết. Cô lật là cô mua cái máy, mà cô mua cái máy với mục đích là cô chỉ rửa rau thôi nha, chứ cô không nghĩ là giúp cho cô cái gì hết. Thì cô rửa máy thì cô uống nước này về, cái thì cô uống một thời gian, tự nhiên cái cô thấy ủa sao tự nhiên mình khỏe lên, mình cũng không biết. Mà ngày xưa đó, trước đó đó thì cô nói chuyện không ra hơi, giống như cô Lệ Hằng vừa mới nói vậy đó, cô không có sức. Sáng cô thức dậy cô muốn đi giặt đồ, cô muốn lên ấp nhà cửa, cô cũng không có làm nổi. Mỗi lần mà cô muốn làm một cái việc gì á, cô phải uống một viên B-Rocker, đó là loại thuốc mà trợ sức đó, thì cô mới làm nổi, cô mới đi nổi. Nhưng mà khoảng chừng 5 tháng sau thì cô cảm thấy cô ngạc nhiên quá, ủa sao bữa nay cô lại nói chuyện khỏe như vậy, ủa bữa nay sao cô lại đi được, cô lại dọn dẹp nhà cửa được, ủa được cô lại giặt đồ được, cô lại có sức như vậy. Cô ngạc nhiên lắm, cô y như là Lệ Hằng vừa kể hoàn cảnh của cô giống y như vậy đó. Thì bắt đầu cô mới nghiên cứu cái nước này, cô mới tìm hiểu, cô mới học hỏi. Thì cái nhờ cái năm mà năm 2000 mà lockdown đó, thì cái năm đó đó là nguyên một năm cô có tìm hiểu, cô có học hỏi, cô có lên Zoom cô học và cô có đọc, cô tìm, cô từng nghiên cứu. Thì ra là cái này á thì là một cái, trong đó nó có cụm phân nước và cụm phân tử nhỏ. Nhờ cái cụm phân tử nhỏ đó mà nó thẩm thấu những cái chất dinh dưỡng vào cái tế bào của mình, thì nó làm cho tế bào của mình khỏe mạnh. Thì mình khỏe mạnh từ trong ra ngoài thì con người mình sẽ khỏe mạnh thôi. Thì giống giống như là nếu mình dùng cây chổi mà quét sạch cái cơ thể của mình sạch sẽ lại, tống hết những chất độc trong cơ thể ra. Đồng thời đó là mình dùng cái nước 9 trong 5, mình rửa rau củ, mình ngâm rau củ, nó bóc tẩy những cái chất bảo quản ra, thì từ đó mình không có nạp những cái hóa chất vào cơ thể mình nữa. Thì từ đó cái cơ thể của cô từ từ nó sẽ khỏe lên. Chứ cái này cũng như là hỗ trợ mình chứ nó không phải là thuốc. Cô không tin nhưng mà rốt cuộc rồi cô đã thấy thực tế là cô đã bớt, cô đã thay đổi cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn luôn, cũng giống như là cô nằm chiêm bao mà cô cũng chưa biết được mình được như vậy nữa. Dạ, yeah. Cảm ơn cô. Thì nhờ 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 cô khỏe lên đó mà cô
cô coi như dùng hết hết sức của mình và chia sẻ cái nguồn nước với mọi người và giúp mọi người có cái nguồn nước này rất là tốt. Con cảm ơn cô Nga. Thì